năm 2016 là sữa Hạ Sen mang thương hiệu Ba Che của tôi ra đời. Bước đầu khởi nghiệp của tôi thì chỉ có là sữa Hạ Sen dưới dạng đóng chai, xong đi thị trường khoảng tầm 1 năm, rồi mình còn có dùng cái lá để làm trà lá sen, tim sen. Cái sữa Hạ Sen dưới dạng đóng chai do cái cách bảo quản và vận chuyển nó hơi khó, tôi đã suy nghĩ ra thêm một sản phẩm là sữa Hạ Sen dạng bột. Tốt nghiệp trung cấp kinh tế nông nghiệp trường Đại học An Giang, Nguyễn Thúy Kiều, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp về quê. Đến năm 2016, chị bắt tay vào xây dựng cơ sở chế biến các sản phẩm từ cây sen để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Sản phẩm mang thương hiệu Ba Tre. Bước đầu khởi nghiệp, Kiều sản xuất với sản lượng ít, đem bán thử ra thị trường. Lúc đầu gặp nhiều khó khăn do sản phẩm sữa hạt sen mới lạ, chưa thu hút người tiêu dùng và chưa quen với thị trường. Nhờ kiên trì tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, dần dần được người tiêu dùng tin tưởng và sử dụng nhiều. Ban đầu khởi nghiệp thì tôi cũng gặp khó khăn là do cái sản phẩm của mình nó còn mới quá, cho nên thị trường khách hàng còn e dè. Sau một thời gian thì khách đã biết được cái giá trị dinh dưỡng từ cái hạt sen nó mang lại rất là cao. Từ đó mà một thời gian sau khi khách được biết đến thì nó ổn lại. Chứ ban đầu thì cũng khó khăn là cái cách đi tìm khách hàng, đi thị trường. Nó mới khởi nghiệp nó cũng rất là khó khăn. Ở sau thì tôi cũng hỗ trợ, động viên. Trước mắt là nó mới làm thì nó cũng chưa bằng ta. Cũng nhờ gia đình, động viên, bữa nay mới được. Chúng tôi cũng mong muốn cho con Kiều nó thành đạt, rồi đang cho giúp những bà con ở xóm Riền có công ăn chuyện mạnh. Hạt sen có chứa một loại enzyme đặc biệt có tên là L-isobutin methyltransferase, giàu protein, chất xơ và các khoáng chất có lợi cho sức khỏe, ít chất béo và cholesterol. Vì vậy rất phù hợp để bổ sung vào khẩu phần dinh dưỡng cho mọi đối tượng. Đây là loại thức uống được nhiều người tiêu dùng ưa thích vì có hương vị đậm đà, thơm ngon. Hạt sen được chọn chế biến sữa là hạt tươi, hạt già, đủ độ béo. Nguyên liệu được thu mua từ những nông dân trồng sen sử dụng phân hữu cơ vi sinh ở vùng Đồng Tháp 10. Hạt sen sau khi lột sạch vỏ, bỏ phần tâm và rửa sạch được đưa vào máy xay nhuyễn. Quy trình sản xuất sữa hạt sen sau khi xay nhuyễn phải trải qua các công đoạn lọc bã, nấu chín và cuối cùng là chiết rót. Hiện mỗi ngày, cơ sở Ba Tre sản xuất 1.300 chai sữa sen để cung cấp cho thị trường. Ngoài ra còn có thêm các sản phẩm như hạt sen sấy, hạt sen rang muối, trà lá sen, trà tim sen, bột sữa sen hòa tan, lợi nhuận thu được trên 200 triệu đồng một năm. Để có được sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng như vậy, chị Kiều đã mạnh dạn đầu tư vốn, mở rộng cơ sở sản xuất, trang bị thêm những thiết bị hiện đại, khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sữa hạt sen Ba Tre cũng liên tục có mặt ở các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, Ba Tre cũng xây dựng các điểm phân phối tại trạm dừng chân ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có đưa cho anh tổng giám đốc của siêu thị Cấp Mắt các sản phẩm sen. Hôm nay nhận được một cái tin là anh sẽ cùng tôi hợp tác lâu dài
để mà phân đưa vô các siêu thị cấp mắt trên cả nước. Mình có tạo một cái trang fanpage, trang fanpage Hạt Sen Đồng Tháp. Chúng tôi cũng đã quảng cáo ở các cái trung tâm hội chợ xúc tiến thương mại và các phiên chợ nông sản, phiên chợ của do hội nông dân tổ chức ở các tỉnh. Dù mới xuất hiện trên thị trường trong thời gian chưa lâu, nhưng sữa hạt sen Ba Tre của Nguyễn Thúy Kiều đang dần chiếm được niềm tin của người tiêu dùng. Không những thế, Kiều còn tạo việc làm ổn định cho khoảng 10 lao động nữ ở địa phương với mức thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng một người. Việc sản xuất sữa hạt sen và các loại trà từ sen của Kiều đã góp phần nâng cao chuỗi giá trị cho cây sen Tam Nông, giúp bà con nông dân có thu nhập ổn định, bền vững.